Thích chụp hình quay phim thôi, đẹp quá à. Rồi giờ chị chụp chị quay TikTok nha. Chín ghê quá. Ê trời, con thú nó thật là xấu quá đi. Ép xong rồi nó chín được mình bỏ bột hay ha. Cái máy này có lý rồi nha. Mà mình phải về mua cái máy này. Ê, nó có bột dưới đó. Bởi vì nó lỏng ra. Đúng lúc tầm hộ uống thì tầm máy rồi. Con không có tâm hồn ăn uống mà có tâm hồn mua máy á má. Ủa mổ trứng luôn hả Trang? Chưa ép xuống cưng. Ép đi rồi. Rồi làm cho nó cưng hoài nữa. Con có hôm hồi nãy nó mới nói với chồng. Mọi người nói trời ơi em ép tao ép á. À, bây giờ mới ép nè, bây giờ mới ngon nè. Mình nhìn em không có được rồi. Đó, ngon. Lấy ra, bỏ vào. Cuốn đậu sống, ăn thôi. Đâu có cơ đâu dự trù.